Mẹ Dơm hiện là bộ phim truyền hình nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của khán giả. Phim do Nguyễn Phương Điền làm đạo diễn, khai thác tình cảm gia đình và nói về thân phận của những con người thấp cổ bé họng ở một vùng quê nghèo khó. Mẹ Dơm có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như Thái Hòa, Cao Minh Đạt, Hồng Loan, Cao Thái Hà, Minh Luân. Ngoài ra, bộ phim còn có sự xuất hiện của diễn viên Nhí Nhã Phi trong vai bé Hạt Dẻ. Hạt Dẻ có số phận éo le, bất hạnh khi chưa chào đời đã bị cha ruột chối bỏ và lớn lên mà không biết mặt mẹ. May mắn cô bé được Mô Gù, một người đàn ông có ngoại hình xấu xí, nghèo khổ nhưng có trái tim lương thiện, tốt bụng nhân nuôi. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Nhã Phi diễn rất lanh lợi, tự nhiên, tương tác tốt với các nhân vật khác. Nhờ nét diễn xuất này cùng với ngoại hình xinh xắn, Nhã Phi đã đưa đến cho khán giả hình ảnh bé Hạt Dẻ giàu cảm xúc, vừa đáng thương, vừa đáng yêu. Được biết, Nhã Phi từng tham gia diễn xuất nên việc hóa thân vào một vai diễn mới cũng khá dễ dàng đối với cô bé. Đạo diễn Nguyễn Phương Điền cũng từng cho biết, anh đã nhắm vai diễn Hạt Dẻ từ trước cho bé Nhã Phi bởi trước đó bé từng tham gia phim của anh. Cùng ngắm cô bé Hạt Dẻ Nhã Phi xinh xắn, đáng yêu của hậu trường Mẹ Dơm nhé!